Bản tin chọn lọc tối ngày 6 tháng 11 Chuyên gia Akio Yaita tiết lộ nguyên nhân khiến Triều Tiên thường xuyên bắn tên lửa và mối lo cho Đài Loan Hội nghị thực định y tá về việc ngăn chặn hoạt động mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc Ai đã lừa sinh viên Liên Xô tin rằng công nghệ của Liên Xô là siêu đẳng? Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin chọn lọc tối ngày 6 tháng 11 của DKN TV. Kính thưa quý vị, động thái phóng nhiều tên lửa về phía Hàn Quốc và Nhật Bản gần đây của chính quyền Triều Tiên đã khiến cả thế giới chú ý. Về vấn đề này, Giám đốc chi nhánh Đài Bắc của tờ báo Nhật Bản Sankei Shimbun ông Akio Yaita đang rất lo lắng về tình hình hiện tại ở eo biển Đài Loan. Vào ngày 4 tháng 11, ông Akio Yaita đã đăng bài trên mạng xã hội Facebook để phân tích nguyên nhân việc Triều Tiên gần đây thường xuyên thử tên lửa và có các hành động khiêu khích quân sự. Ông cho rằng có hai mục đích. Một là đánh lạc hướng Mỹ để giảm bớt áp lực lên Nga trên chiến trường Ukraine. Hai là cảnh báo Nhật Bản, Hàn Quốc và cả quân đội Mỹ đóng tại hai nước này là không được hành động nông nổi giúp đỡ Đài Loan. Nếu không thì quân đội Bắc Triều Tiên có thể vượt vĩ tuyến 38 tấn công Hàn Quốc và bắn phá Nhật Bản, buộc Nhật Bản và Hàn Quốc phải tham chiến, khiến quân đội Mỹ đóng tại hai nước này trở thành thế đối đầu. Ông Akio cũng cho rằng, mặc dù sức mạnh quân sự của Triều Tiên không chịu nổi một kích, nhưng nếu Triều Tiên liều mình nghênh chiến thì vẫn sẽ có tác động nhất định đến dư luận ở Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc, bởi vì Nhật Bản và Hàn Quốc có một nhóm người theo chủ nghĩa hòa bình Họ có thể sẽ phát động một phong trào phản đối chiến tranh ở trong nước. Đặc biệt là thành phố Okinawa, nơi đóng quân của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, chính là thành trì của phe cánh tả Nhật Bản. Vì vậy, việc tàu Mỹ không được phép rời khỏi cảng cũng có thể xảy ra. Ông Akio còn phân tích rằng, tình hình quốc tế hiện nay đã hình thành nên ba nước đồng minh là Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, cùng chống lại Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và các nước lớn ở châu Âu như Anh, Pháp và Đức. Ông Akio cũng thừa nhận rằng mối quan hệ đối kháng kiểu này có thể kéo dài trong tương lai. Đề cập đến những mối đe dọa mà Đài Loan phải đối mặt, nhà báo Akio cho rằng Đài Loan đang ở vị trí đầu sóng ngọn gió, đương nhiên nên đứng về phía Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, Đài Loan là nước có tỷ lệ người dân ủng hộ Trung Quốc cao nhất. Trong cuộc bầu cử quan chức địa phương ở Đài Loan sắp diễn ra, các ứng cử viên từ chối ký cam kết không đầu hàng vẫn đang dẫn đầu. Ông Akio Yaita kêu gọi Tôi hy vọng kết quả của bầu cử sẽ không khiến cộng đồng quốc tế hiểu sai về sự lựa chọn của người dân Đài Loan. Tình hình hiện nay ở eo biển Đài Loan đã làm dấy lên mối quan tâm của tất cả các bên. Theo đài truyền hình Đài Loan, cuộc họp của các ngoại trưởng G7 được tổ chức tại Munster của Đức vào ngày 4 tháng 11 vừa qua đã đưa ra một tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Tuyên bố cũng khuyến khích giải quyết hòa bình các vấn đề hai bờ eo biển đồng thời nhắc nhở Trung Quốc tôn trọng các nguyên tắc của Hiến trương Liên Hợp Quốc về giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, tránh đe dọa, uy hiếp và sử dụng vũ lực, đồng thời phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng eo biển Đài Loan bằng vũ lực. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã lên tiếng bày tỏ sự vui mừng với nội dung tuyên bố và cảm ơn sự ủng hộ vững chắc của các thành viên G7 đối với việc duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan. Kính thưa quý vị, Cô Thạch Ninh là kỹ sư máy tính tại mỏ dầu thắng lợi của tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Cô đã bị giam tại nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông từ năm 2007 đến cuối năm 2010 vì cô tu luyện pháp luân công. Tại đó, cô đã phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ, rằng các tù nhân bình thường và các học viên pháp luân công được tách riêng ra để khám sức khỏe. Và trong khi các tù nhân bình thường chỉ được kiểm tra một lần mỗi một năm, thì các học viên pháp luân công lại được kiểm tra sức khỏe nhiều lần hơn. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2022 vừa qua, cô Thạch Ninh với tư cách là một nhân chứng đã phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tá về việc ngăn chặn hoạt động mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hội thảo này được phối hợp tổ chức bởi Học viện Điều dưỡng Pháp Y AFN và Hiệp hội Bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng DAFO. Tại hội thảo lần này, một số chuyên gia đã cho rằng bằng chứng của việc mổ cướp nội tạng sống của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể chối cãi và hiện vẫn còn đang tiếp diễn. Đồng thời, cộng đồng quốc tế cần phải thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động mổ cướp nội tạng sống khủng khiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhân chứng cho biết, khám sức khỏe kỳ lạ dành riêng cho các học viên Pháp Luân Công. Cô Thạch Ninh hiện đang sống ở New Jersey, Hoa Kỳ. Cô đã nói trong cuộc họp rằng cô đã trải qua một số cuộc kiểm tra máu và khám sức khỏe trong khi cô bị giam giữ và bị bức hại bất hợp pháp tại Trung Quốc. Cô nói rằng, trong thời gian bị giam giữ, tôi đã bị khám xét nhiều lần. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ vì cơ thể của tôi bị tra tấn dã man đến nỗi họ không quan tâm đến sự sống hay cái chết của tôi, cũng như thương tích hay tình trạng của tôi. Vào ngày 2 tháng 11, Thạch Ninh đã nói với phóng viên của thời báo Diệp Bục Times trong một cuộc phỏng vấn rằng từ tháng 7 năm 2001 đến tháng 4 năm 2002, khi cô bị giam giữ tại trại nữ lao động cưỡng bức số 1 của tỉnh Sơn Đông, cô đã bị xét nghiệm máu riêng biệt ít nhất một lần mỗi một tháng trong tổng số ít nhất 11 lần xét nghiệm máu riêng biệt, nhưng lại không có kết quả y tế nào được đưa ra. Vào thời điểm đó, cô Thạch Ninh đã tuyệt thực nhằm chống lại của bức hại vì cô đã không còn sự lựa chọn nào khác. Cô nói thêm rằng họ đã bức hại tôi cả ngày lẫn đêm, bắt tôi phải viết giấy cam đoan nhằm từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Họ không cho tôi ngủ và có 11 người thay nhau đánh đập tôi trong cả ngày lẫn đêm, vì vậy tôi đành phải tuyệt thực tôi đã tận mắt chứng kiến một nữ học viên Pháp Luân Công bị họ đánh đến chết trong trại nữ lao động cưỡng bức số 1 tỉnh Sơn Đông. Nếu tôi không tuyệt thực thì không còn lối thoát nào khác. Tôi phải thực hiện được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Vì vậy, tôi chỉ có thể tuyệt thực để phản đối sự bức hại này. Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Môn tập bao gồm 5 bộ công pháp có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Sau khi được công bố rộng rãi ở Trung Quốc đại lục vào năm 1992, bộ môn này đã trở nên rất nổi tiếng và đến năm 1999, theo ước tính của chính phủ Trung Quốc, khi đó có từ 70 cho đến 100 triệu học viên pháp luân công theo học tại Trung Quốc. Vì lo sợ số lượng học viên pháp luân công vượt quá số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nên Đảng Cộng sản Trung Quốc do Giang Trạch Dân lãnh đạo đã ra lệnh đàn áp toàn diện. Vô số học viên pháp luân công đã bị đưa đến các trại lao động, các nhà tù, bị cưỡng bức làm nô lệ, bị tra tấn và thậm chí là bị mổ cướp nội tạng sống. Hạ Tú Linh là một học viên pháp luân công ở huyện Chi Phù, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho pháp luân công 3 lần và cô đã bị giam giữ và tra tấn rất nhiều lần. Trang web Minh Huệ đã đưa tin vào ngày 8 tháng 3 năm 2004, trong thời gian bị giam giữ cô đã được gửi đến bệnh viện Dục Hoàng Đỉnh, còn được gọi là bệnh viện chuyên khu ở thành phố Yên Đài. Đến ngày 11 tháng 3, cô đã qua đời một cách oan uổng. Vào năm 2006, sau khi câu chuyện mờ ám của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống bị phanh phui ở nước ngoài, thì ông Từ Thừa Bản, chồng của bà Hạ Tú Linh, càng nghi ngờ rằng người vợ của ông đã bị giết do mổ cướp nội tạng. Vào ngày 19 tháng 4 cùng năm, Ông Từ Thừa Bản đã đăng lên mạng internet nói về cái chết của vợ ông, đồng thời kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế đến Yên Đài để kiểm tra lại thi thể, để tìm kiếm nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của vợ ông. Vào ngày 20 tháng 4, một ngày sau khi bài báo được đăng lên thì ông Từ Thừa Bản bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ. Đến đầu ngày 27 tháng 2 năm 2008, người thân của ông Từ Thừa Bản bất ngờ nhận được tin ông đã qua đời phóng viên điều tra hoạt động mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ethan Gatman, một nhà báo điều tra độc lập của Mỹ, đã kể lại lịch sử và tình hình hiện tại của hoạt động mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tá. Ông cho biết rằng, vào cuối những năm 1980, việc mổ lấy nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết đã trở thành điều bình thường ở Trung Quốc. Đến năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công đây chính là chiến dịch lớn nhất của cơ quan an ninh nhà nước kể từ sau cách mạng văn hóa. Năm 2001, khoảng 2 triệu học viên pháp luân công đã bị giam giữ trong hệ thống trại lao động cải tạo ở Trung Quốc. Các tù nhân pháp luân công được chọn ra để khám sức khỏe và các bộ phận như thận, gan và tim của họ được kiểm tra thường xuyên để chuẩn bị cho việc bán nội tạng. Vào năm 2002, theo báo cáo công khai, thời gian chờ đợi để được cấy ghép nội tạng đối với khách du lịch nước ngoài đến Trung Quốc là 2 tuần hoặc là ít hơn. Ông Ethan Gatman còn nói rằng, vào năm 2003, những người Tây Tạng và cơ đốc giáo bị giam giữ cũng đã được kiểm tra y tế và kiểm tra cả nội tạng của họ. Vào năm 2014, cảnh sát Trung Quốc đã đột nhập vào nhà của các học viên Pháp Luân Công để lấy mẫu máu và DNA. Ông Gatman còn nói rằng, đối tượng mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng rất nhiều từ các tù nhân bị hành quyết sang các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, cơ đốc nhân và người Duy Ngô Nhĩ. Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục thu hoạch nội tạng sống. Arthur L. Kaplan, giáo sư tại trường y khoa Grossman của trường đại học New York, đã cho biết tại hội nghị rằng có một khoảng cách rất lớn giữa số ca cấy ghép nội tạng hàng năm ở Trung Quốc và con số mà họ báo cáo về việc hiến tạng. Giáo sư Kaplan cho biết, việc thực hiện lời hứa sẽ cung cấp cho bạn một cơ quan phù hợp trong 2 hoặc 3 tuần là rất đáng ngờ, trừ khi nó được thông qua các phương tiện phi đạo đức. Nếu nội tạng không được lấy từ việc hiến tặng, thì những nội tạng này sẽ được lấy đi từ cơ thể người mà không được phép, và các tù nhân đã trở thành mục tiêu của chính phủ Trung Quốc. Những tù nhân này bao gồm tù nhân chính trị, học viên pháp luân công và tù nhân của các tín ngưỡng tôn giáo khác. Deborah Collins-Purica, giám đốc điều dưỡng của Hiệp hội Bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng, đã cho biết tại hội nghị rằng bằng chứng về việc mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể phủ nhận. Bà nói, giết người vô tội để lấy nội tạng là hành động ghê tẩm nhất. Ở Trung Quốc, hành vi này được chính phủ phê duyệt và bảo trợ, đồng thời được giám sát bởi cảnh sát vũ trang và cả quân đội. Sau cùng, cô Thạch Ninh đã phát biểu rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc quá độc ác, cả đất nước đều đang che đậy việc mổ cướp nội tạng sống này, ai muốn vạch trần đều sẽ bị chúng bịt miệng. Hành động của chúng giống như một tên côn đồ. Cô Thạch Ninh cũng nhận định, không có cách nào để diễn tả tội ác này bằng lời, tất cả nhân loại chỉ có thể cùng hợp tác với nhau để xóa bỏ chế độ độc tài này. Tin tiếp theo, thưa quý vị, André Gide là một trong những nhà văn cánh tả nổi tiếng nhất của nước Pháp trong thế kỷ 20 và đã từng đoạt giải Nobel Văn học. André Gide sinh ra trong một gia đình giàu có theo đạo Tin lành ở nước Pháp và lớn lên trong kỷ luật sắt của đạo Tin lành. Điều này có lẽ đã mở đường cho cuộc nổi loạn sau này của Gide. Vào năm 1925, Gide và những người bạn của mình bắt đầu một chuyến đi đến Congo và Chad. Sau khi trở về nước, Gide đã góp phần đánh sập hệ thống thuộc địa của nước Pháp và sự bóc lột tàn bạo đối với người bản địa của các công ty lớn. Ông đã xuất bản hai bài báo, chuyến đi đến Congo và trở về từ Chad. Hai bài báo của Jeter đã gây ra một cuộc tranh luận lớn trong Quốc hội Pháp xung quanh vấn đề thuộc địa, và chính phủ Pháp đã phải cử người sang châu Phi để điều tra. Điều này đã khiến cho Jeter một thời trở thành một nhà văn nổi tiếng trong nước Pháp. Bước sang những năm 1930, Jeter ngày càng quan tâm đến các nỗ lực chính trị và xã hội của Liên Xô. Quan điểm chính trị của ông nghiêng về chủ nghĩa cộng sản. Vào tháng 1 năm 1934, Jeder đã đến Berlin để thăm Joseph Goebbels, cánh tay phải của Hitler. Hy vọng rằng Goebbels sẽ trả tự do cho Georgi Dimitrov, lãnh tụ cộng sản Bulgari và những người cộng sản khác đang bị giam cầm. Cùng năm đó, Jeder tham gia ủy ban cảnh giác của Liên đoàn nhà văn chống phát xít. Vào tháng 6 năm 1935, Gider chủ trì đại hội nhà văn thế giới vì bảo vệ văn hóa. Bằng cách này, Gider, người chưa từng đến Liên Xô, đã trở thành một người bạn lớn của Liên Xô. Vào năm 1936, Gider được mời sang thăm Liên Xô. Ông rất vui với lời mời này, trước khi đi ông đã nói, Liên Xô có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi, ước mơ của chúng tôi, điều mà tôi gần như không dám mong đợi nhưng điều tôi luôn khao khát và theo đuổi đã xảy ra ở đó, có thể thấy một mảnh đất không tưởng đang trở thành hiện thực. Chính vì xu hướng ủng hộ Liên Xô mạnh mẽ của Jeter nên phía Liên Xô đã bật đèn xanh cho ông. Jeter có thể đến bất kỳ nơi nào ông muốn và nói chuyện với bất cứ ai mà ông muốn. Ông đi cùng với các nhân viên đối ngoại của Liên Xô. Chính vì sự tự do này mà Jeter bị cuốn vào đủ thứ vấn đề và mâu thuẫn phức tạp, dối ren không lâu sau chuyến thăm Liên Xô. Trong chuyến thăm Liên Xô, Gilder đã phát hiện ra rằng sinh viên đại học ở Liên Xô nói chung là mù quáng và kiêu ngạo. Khi Gilder nói chuyện với các sinh viên trẻ tuổi Liên Xô và hỏi họ rằng tại sao họ lại không muốn học tiếng Anh hoặc tiếng Đức, một trong số họ đã trả lời ông rằng, một vài năm trước, Đức và Mỹ vẫn còn một số điểm để chúng tôi học hỏi, nhưng bây giờ đây, chúng tôi không cần phải học bất cứ thứ gì từ người nước ngoài, nghĩa là Liên Xô đã vượt qua Đức và Mỹ về công nghệ, vậy học ngoại ngữ còn có ích lợi gì? Lấy ngành công nghiệp ô tô làm ví dụ, Trần Tổ Đào là người sáng lập và là một trong những người đặt nền móng cho ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc. Ông chính là nhân viên đầu tiên của tập đoàn Ford và sau đó là kỹ sư trưởng. Cha của ông là tướng Trần Sương Hạo, chính ủy của Đệ tứ Hồng quân. Trần Tổ Đào học trung học và đại học ở Liên Xô, ông được nhận vào trường bách khoa tốt nhất ở Liên Xô, Học viện Công nghệ Bao Mần, còn được gọi là Đại học Thanh Hoa của Liên Xô. Nơi ông học ngành chế tạo ô tô. Trần Tổ Đào đã từng đi thực tập tại tất cả các nhà máy ô tô lớn ở Liên Xô trong thời gian thực tập đại học, có thể nói ông chắc chắn là người Trung Quốc hiểu rõ nhất về ngành công nghiệp ô tô của Liên Xô. Vậy, ông đã nói gì về niềm tự hào của ngành công nghiệp ô tô Liên Xô về công trình ô tô của Stalin? Vào năm 2004, ông Trần Tổ Đào đã nói về nhà máy ô tô Stalin trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí People. Trần Tổ Đào cho biết, dây chuyền sản xuất của nhà máy ô tô Citalin được nhập khẩu nguyên chiếc từ dây chuyền sản xuất ô tô của công ty Ford của Mỹ vào năm 1930. Sau khi đưa vào sử dụng, Liên Xô chưa hề nâng cấp kỹ thuật. Vào năm 1950, Liên Xô đã hỗ trợ Trung Quốc một phiên bản nội địa hóa dây chuyền sản xuất của nhà máy ô tô Citalin. Đó là nguồn gốc của tập đoàn Ford. Trong khi cảm ơn sự giúp đỡ quên mình của Liên Xô thì ông Trần Tổ Đào cũng bày tỏ sự tiếc nuối rằng công nghệ của nhà máy ô tô Citalin vẫn là công nghệ của Ford vào năm 1930 và không hề có sự thay đổi nào trong 20 năm sau. Theo đánh giá của ông Trần Tổ Đào, có thể nói rằng Liên Xô đã tụt hậu so với Hoa Kỳ về nhiều mặt. Việc nói không cần học bất cứ điều gì từ người nước ngoài rõ ràng là hoàn toàn sai lầm. Như vậy, những nhận xét của nhà văn Jeter về sự kiêu ngạo mù quáng của sinh viên đại học Liên Xô là đúng. Những gì mà Jeter thấy ở Liên Xô không phải là sức mạnh của giai cấp vô sản, mà là chế độ độc tài của Stalin, không mạnh mẽ mà là chết chóc và khép kín. Ông đã thấy ở Liên Xô điều mà ông ghét nhất. Mọi thứ làm mất giá trị con người, mọi thứ làm giảm trí tuệ, niềm tin và tinh thần của con người. Vì vậy, sau khi trở về từ chuyến thăm Liên Xô, Jeter đã viết những gì mà ông đã thấy và đã nghe ở Liên Xô trong cuốn sách mang tên Trở về sau chuyến thăm Liên Xô. Do cuốn sách đã vạch trần nhiều hiện tượng tiêu cực về chính trị và xã hội của Liên Xô, nên nó đã làm dấy lên sự chỉ trích dữ dội của các quan chức Liên Xô. Bài xã luận Pravda của Liên Xô xuất bản ngày 3 tháng 12 năm 1936 chỉ trích Jeter đích danh nói rằng cuốn sách có nụ cười và nước mắt xen lẫn với một lời vu khống đối với Liên Xô và người dân của họ. Và bài giải luận cũng mắng mỏ Gider là chủ nghĩa cá nhân tự cao tự đại. Gọi Gider là khuôn mặt của một người Pháp thích chửi thuê. Kể từ đó, Gider đã thay đổi từ một người bạn tuyệt vời của Liên Xô thành kẻ vu cáo ác độc nhất. Nhưng sau nhiều năm, ai có thể nói rằng những quan sát của Gider là sai? Kính thưa quý vị, Bản tin chọn lọc của DKN TV xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một buổi tối bình an và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.